chào Luca Huy Gaming, chào Trần Tố Quyên. Chiều ra chơi game nha Quyên. À, chào Hoàng My, chào Xuân Oanh, chào Lung Minh, chào Trần Nhân. Chiều đã chơi nha Tố Quyên. Ôi 1000 người xem rồi. Dạ bà con cô bác ơi chị. Rồi Coloman mới di chuyển từ Vĩnh Long sang qua tới Cần Thơ rồi. Và bây giờ đang mình sang ăn trưa. Mình cũng tranh thủ là ăn trưa để mình livestream chút xíu để thông báo với quý bà con cô bác là chương trình quà tặng bất ngờ chiều nay ạ. Có bà con cô bác nào ở có bạn nào ở Cần Thơ không? Ồ, Luca Huy Gaming em đang hẻm một lưới tự động anh, đúng rồi em. Chính xác. Rồi đã lâu lắm rồi mình mới quay ra trở lại quán dịch phố Chao Thành Giao nha quý vị các bạn. Và các bạn nhớ nha là mỗi lần mà mình livestream ở đâu là đều có dụng ý đó. Rồi trong chương trình chiều nay là coi chừng đó nha, có một câu hỏi có liên quan nha. Chào Vân Nguyễn, chú Bưu Điền mà áo tím đẹp quá. Và dạ, chào Amanda Lan. 17 giờ tại cầu hôm nay, 17 giờ tại cầu đi bộ ở Ninh Kiều nha bà con cô bác. Nhớ ăn bánh ú Thành Giao hả? Rồi bây giờ mình sẽ dắt bà con cô bác đi vào đây. Rồi Mỹ Phạm còn ở Cần Thơ luôn này chú phải không? Rồi giờ mình đi vô lướt một chút xíu cho các bạn xem quán ăn Thành Giao. Ủa đám kia xe chưa tới hả? Đây quán ăn quán Thành Giao. Chào Nguyễn Khương, chào Nguyễn Minh Phúc. Rồi chào New Channel, xem mà nhớ chế dao. Đầu đợt này láng quá hả? Đó đây quý vị các bạn đây. Đó quý vị bạn nhận ra ai không? Đó đây là ông chủ đó, anh Thành Giao đó. Kế bên ảnh là Hoàng Ngọc Hà đó. Rồi đây là bà Bình Minh. Trời ơi nhìn cái hình này em rớt nước mắt luôn nè bà con cô bác ơi. Đó quý vị các bạn nhìn thấy cái hình này không? Đó đó là anh Thành Giao và anh Chí Tài. Rồi cái hình này nó giống một cái bức hình định mệnh vậy đó, rất là buồn ha bà con ha. Rồi chào Andy Nguyễn, từ Cần Thơ lên đây có 42 km thôi hả chú Điền? Rồi ok anh cầm đi, khi nào ấy cần anh coi. Rồi Vũ Thị Ngọc Hảo. Rồi cảm ơn bạn Lê Huy Hoàng đã lên tiếng giùm cho Colorman. Rồi đây là Phi Nhung. Đó đây là Thanh Hằng. Quý vị các bạn có nghe rõ không? Nếu không nghe rõ thì các bạn nói nha. Rồi đây ở trên nữa là bạn Thủy Tiên. Đó còn kia là Trấn Thành. Ồ quán bò lụi Tư Hương thốt nốt ngon lắm. Trời tôi đang ở qua dịch nấu chao mà đừng giới thiệu bò lụi chi trời. Đó đây là nhà bếp của tại quán dịch nấu chao này, hấp dẫn lắm nha. Có ai muốn đi vô coi không? Rồi à, giờ mình dắt bà con cô bác đi vô xem nha. Tên 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 à, đang chiên con cá lóc hay gì hấp dẫn vậy? Chiên cá thác lát nuốt xương. Ủa vậy ha? Ô vô coi này nhờ. Hấp dẫn lắm. Đó mặc dù là ở miền Tây nhưng mà là nhà bếp là bếp mở luôn. Ồ, có cái nồi canh này không biết ai có ai thèm không. Rồi đố các bạn cái mồi nồi canh này là canh gì? Khoai ngọt cho Quách Ngọc Ngoan chút xíu ghé ăn đó. Ồ lát ngang Quách Ngọc Ngoan ghé luôn hả? Ồ anh chuẩn bị quay chương trình
Đó quý vị ở bạn nghe rồi ha, đó bạn Quách Ngọc Ngoan cũng đến đây chút xíu nữa, có diễn viên Quách Ngọc Ngoan mình tranh thủ mình quay một clip. Đó, cá thác lát rút xương. Đó nhìn cái nồi kìa, con thấy cái nồi không? Rồi. Canh khoai mỡ đúng rồi, đó, đây là cái nồi vịt nấu chao đây, dạ. Cá thác lát rút xương đó hả? Quanh canh khoai mỡ ngon quá. Dạ cảm ơn anh đó, bạn bạn trẻ kia đang cắt canh khoai mỡ, cắt cá thác lát kìa. Ông Bảy cắt khoai nãy giờ đâu ông Bảy? À, quán này địa chỉ ở đâu hả? Quán này ở số 1 đường Lý Tự Trọng. Đó, giờ ăn vô cái lẩu để lát nữa đó, cho bà con cô bác ăn nè. Đó, lát mang ra phục vụ khách cứ một cái lẩu vậy đó. À, cứ gọn cái lẩu là đầy đủ vậy luôn. Ủa? Để sao đưa nó lại? Nó không có con dĩa nữa, 250 đó. Rồi nó bưng. Quay nồi vịt lên. À, quậy nồi vịt lên chim ngưỡng hả? Rồi đây. Đó, nồi vịt mà cái màu là cái màu chao đó bà con các bác thấy không? Hấp dẫn không? Dạ. Hấp dẫn quá chú ơi hả Nguyễn Tấn Anh Bộ, đó này quậy nồi vịt lên rồi đó. À à. Đó bạn nào mới vừa nói vừa quậy lên liền luôn nè, chịu nổi không? Miền Bắc không có món này, dạ đúng rồi. Ủa hai nồi này khác nhau anh? Không phải, cái này cũng như là mình nên nếm cho nó, là cái đó là mới vừa chín. À cái đó mới vừa chín rồi, cái nồi bên đây là cái nồi đã nêm nếm rồi nè, đó. Đã lên phục vụ luôn đó. Xỉu chưa, ngon chưa, hấp dẫn chưa bà con cô bác ơi. Rồi lão luôn. 250 đâu nè, còn lạnh rồi giỡn rồi. Đó, 250 một cái nồi lẩu đó. Ăn coi như là mình nghĩ chắc chục người ăn dư sức. Rồi hẻm 1 Lý Tự Trọng quẹo vô là thấy liền, chào Võ Thiên Hương. Chiều phải nào phải nấu mới được. Rồi chưa? Có chưa? Rồi bây giờ nghe nói lát nữa có gì Quách Ngọc Ngoan đến. Rồi đây bàn của mình đây. Đó, bà con cô bác ừ. Ủa? Rồi. Trời, quà tặng bất ngờ luôn. Rồi. Cầm mấy anh đây. Quà tặng bất ngờ. Rồi cái bạn hôm qua mới vừa chơi quà tặng bất ngờ ở tại Vĩnh Long. Rồi. Trời hôm nay biết. Ờ bánh cốm hả? Sáng em lại em vòng lại khách sạn thấy em chưa qua. Ôi trời ơi, quý quá trời ơi. Giờ làm bữa nay em qua đây làm luôn hả? Dạ làm đây. Trời ơi. Uổng quá, đây là người chơi đầu tiên ngày hôm qua mà tại vì hơi coi như là hơi sơ sẩy một chút xíu, đứng sân khấu rung quá cho nên là trả lời cái câu hỏi thứ ba cái xong rồi rớt luôn, đau đớn cuộc đời rồi. Thôi cảm ơn em nha. Trời cốm ngon rồi con đó. Cảm ơn em. Thôi em xin phép bắt đầu anh đi nha. Rồi ok em chào em nha. Rồi. Đây, xích cái này ngồi. Đó, cái quán này có mấy cái món rất là ngon nè, đặc biệt là cái ngoài cái vịt nướng chao là còn có cái này nha các bạn. Đó. Ốc bươu nướng tiêu, đó về Cần Thơ là đừng có bao giờ bỏ qua cái món này. Rồi thôi trong khi chờ đợi thì ôi nãy vô trong kia quậy cái nồi vịt lên đã dễ sợ luôn. Hấp dẫn vô cùng luôn. Ủa nước mát đâu ra vậy? Trời. Nghe nói Quách Ngọc Ngoan đang đặt bàn lát tới. Đã chút xíu có Quách Ngọc Ngoan. Dạ hả? Vậy thôi. Tưởng ngồi ngoài quay chơi. Mình như ảnh cũng đâu biết mình đâu. Thôi để của anh tự lo, đừng dắt anh nhiều chanh quá, anh không thích nhiều chanh.
Rồi, gõ ớt vô. Quán lẩu vịt nấu chao Thành Giao này rất là nổi tiếng. Đó. Hầu hết là các diễn viên, các nghệ sĩ mà họ mỗi lần về Cần Thơ là luôn luôn ghé quán này. Ăn đi, bỏ thêm cái mì đây nha, sữa chua mì cho Ni, lia cho Ni chút, Ni review rồi đẩy xếp qua đây luôn em, xếp qua đây rồi. Ok đó, em xin cái xin rồi, đây xin đây. À, lấy đi, ăn đi, còn ngắm ngoài lát đưa chuyển qua bên kia làm sao. Dạ đây, đây qua lấy không, ngon lắm. Đây, đây là nồi lẩu đặc trưng của vịt nấu chao. Để đó thôi, sôi lên thôi mà nhìn cũng đủ xỉu rồi. Rồi, để mình mở cái máy của mình để mình lên mình nói chuyện với bà con chơi cho vui nha. Ồ. Nóng quá hả? Đó. Lấy cái này che nè. Giờ vậy được rồi. Rồi 2100 mấy người đang xem nè. Quay chị áo trắng cạnh chú Color. Ô, cô Mina hả? Chị Mina quay chị áo trắng cạnh chú Color. Thịt đằng răng à, Kim Quang Đăng ơi, chiều nay là chương trình Sư Diễn Cuộc Đời sẽ diễn ra tại cầu đi bộ ở Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha. Và tối mai thì sẽ về, chiều mai sẽ diễn ra ở quà tặng bất ngờ sẽ diễn ra ở công viên Lưu Hữu Phước. Colorman sẽ có mặt tại Cần Thơ này hai đêm. Đó, đêm nay và đêm mai, và ngày mốt là mình về Sài Gòn lại. Chị Mỹ Hạnh Trần, Colorman rất hiền lành, chỉ tra tấn vào những giờ cao điểm. Và đúng rồi, ngày có 24 tiếng mình tra tấn bà con, có ngày có vào lúc giờ cao điểm là 12 giờ trưa với lại 17 giờ tối chứ mấy. Chào Thắng Hồ Quốc Thắng, ốc ngon quá ha Phong Nguyễn. Đây. Đó. Ngon lắm nha bà con ơi, đó cái nước này, đó bà con xem. Đó, hồi nãy mình có quên, mình có quay cái cảnh nguyên một cái nồi nước lớn ở trong kia đó. Nước ngon lắm. Mình rước lên cho nó thấm nè, nó dưới là cho nó sôi lên chút xíu. Đó, nguyên cái còn cái dĩa rau thôi, ở đây đặc biệt là cái dĩa rau. Đó, có rau muống nè, kèo nèo nè, rồi đã cải bẹ xanh nè. Rất nhiều loại rau rất ngon. Địa chỉ vịt nấu chao này ở số hẻm số 1 đường Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ nha, quẹo vô cái thấy liền luôn. Dạ. Rất gần với công viên Lưu Hữu Phước. Ôi cái đùi vịt. Ủa sao ai nhìn ra cái đùi vịt hay vậy ta? Dạ đây 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 cái đùi vịt. Ôi cái đùi vịt, dạ vớt lên cái cho bà con coi chơ nha. Rồi lát nữa mình sẽ xung phong ăn cái đùi vịt. Hay là thôi mình nhường cho Nga xoài chua đi, Nga xoài chua. Nó là chua ở ngàm cái đùi ngoạm, cái đùi vịt này là hơi bị bá đạo luôn đó. Dạ thôi, anh ăn được. Em thích ăn cái phao câu. Thích ăn phao câu hả? Khó kiếm lắm. Phao câu vịt hay là phao câu gà, cái nào ngon hơn chưa biết.
Đây, qua đây chú cầm cho. Rồi bây giờ ơi, bên kia lấy máy nóng hổi luôn. Rồi anh em lon dưới này đó, ngồi bên đây để cho máy nó đỡ nóng. Rồi. Ba ơi. Ồ, bạn Sơn Nguyễn Phước nói trời toàn gái xinh đó. Đây chú Sơn, hôm nay chú Sơn có một cháu gái ngồi bên cạnh chú Sơn đó. Oh yeah. Rõ không bà con cô bác ơi, hình như rất rõ đúng không nào? Úi. Trời ơi cái màu nó kìa, chịu sao nổi. Trời ơi, chắc đập đầu vô gối quá. Anh ơi ác quá. Dạ bà xã phải ở nhà giữ con, nè mình đi liên tục cho nên là đi theo không nổi đâu ạ. Anh Mã Khánh Diện nói chào Nga Sờ Chua kìa. Dạ em chào anh ạ. Dạ đây. Dạ em chào các anh chị. Chúc các anh chị buổi trưa ăn ngon miệng. Dạ. Rồi cảm ơn bạn Phương Oanh nha. Anh giết em đi trời ơi. Hôm qua con thấy chú ở Vĩnh Long, nhìn chú ở ngoài đẹp hơn trong điện thoại nha. Ôi, con đang nhìn chú qua điện thoại đó con. Và đây, em giới thiệu thêm cái gì, bạn ngồi kế bên Nga Sài Chua là một ngôi sao mới. Dạ, chiều nay tụi em tổ chức chơi game ở đây là bạn Ni cầu đi bộ. Ni móm, Ni móm. Dạ, có gì chiều mình ra chơi trò chơi nhận tiền nha chị, nhận tiền thưởng. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Dạ, anh có khán giả gọi điện. Hỏi với nhau là chiều ra chơi hả? Dạ. Cho coi hình chế thành dao được không, phải không? Rồi ok, để mình trong khi chờ đợi cái này sôi. Rồi nằm máy nó nóng quá ông ơi. Rất là nóng. Rồi để mình đi vào cho bà con xem cái hình chế thành dao cho đỡ nhớ nha. Nhưng mà nhìn tại mình thờ sợ bà con cô bác nhìn thấy những cái bức hình đó bà con cô bác buồn thôi chứ không gì hết trơn á. Cầm rồi đấy, để chú đi làm, chú đi. Đó, đây cái quán mà chơi cổ chế thành dao đây. À, một số bạn chắc chắn là nhìn cái cảnh này sẽ nhớ, rất là nhớ với chế thành dao đúng không? Rồi, hồi nãy mình đứng đi màn bên kia thì giờ mình đưa bên trong này cho bà con xem nha. Đó, đây là chế thành dao với ai đây? Nhìn hụt. Đó, rất nhiều hình ảnh đặc biệt lắm. Rồi, đây. Đó, chế thành dao với anh bạn anh Vũ nè, rồi anh béo nè, có chú Nguyễn Hưng nữa nè. Rồi còn đây là diễn viên nào các bạn biết không nè? Chào con. Đó, Thanh Lan. Quên, Hương Lan, lộn Hương Lan. Đây Nhật Kim Anh, diễn viên Nhật Kim Anh đúng không cái gì các bạn? Rồi ở đây là thực đơn của quán nè, có rất nhiều món ngon nè, lẩu vịt nóng chao đặc biệt, vịt ướp chao nướng, ốc bưu đồng nướng tiêu luộc sả, ếch chiên nước mắm chiên bơ. Đó. Rồi ở đây có một cái tấm hình của một người bạn của mình nữa. Ô, ở đây ở tài quán của lẩu vịt chỉnh nấu chao quanh của chế thành dao nè, có bán rất nhiều thứ nè. Đó, mắm rồi các loại luôn nè bà con cô bác, lúc trước khi đi về mình có thể đó mua về làm quà. Cà chuối nữa. Đó, khô mắm, à bánh ú bánh tét. Trời ơi đúng rồi, nãy có bạn nào nói mình là bánh ú bánh tét. Đây bánh ú gồm có trứng muối, nấm đông cô, tôm khô xá xíu, bánh tét lá cẩm, bánh tét lá dứa. Trời ơi. Ừ anh đang ở quán vịt nấu chao của chế thành dao đó em.
Ôi đây kẹo nữa, đây có bán luôn cả kẹo kẹo chuối nữa nè. Trời ơi, toàn là những cái thứ tuổi thơ của mình không à. Ôi tầm ruột nữa. À xỉu 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 xỉu. Ừ anh đang có mặt ở Cần Thơ nha Trú Tiên. Rồi đây là hình ảnh của chế Thành Giao và ông Martin Gian. Đó cái gì các bạn thấy không? Nói ngày xưa là mình đã từng đưa Gian canh cúc. Ngày xưa mình đưa ông Gian canh cúc và Martin Gian ra xuống đây để quay một tập ở đây. Còn ở trên cùng nữa là có hình ảnh của chế Thành Giao và nghệ sĩ Hoài Linh. Còn đây là nghệ sĩ nào quý vị các bạn ơi? Đó, rất là nhiều luôn đó. Chế Thành Giao rất là dễ thương. Đúng rồi Hiền Nguyễn ơi, Chế Thành Giao dễ thương đúng hai em ha. Đó, mình lại tiếp tục mời quý vị các bạn xem. Đó, mình rất thích vô coi cái cảnh mà múc lên múc lẩu. Rồi ai xỉu đáng chịu. Đó, còn nguyên cái nồi này là cái nồi lớn nha, khi nấu là nấu cái nồi này nha bà con. Đó. Quán đông lắm buổi trưa, hôm nay là trưa thứ Hậu Nguyễn ơi, tiệm bây giờ thì là các anh em bà con cô bác của người nhà của chế Thành Giao quán không? Hồi nãy bạn nào kêu tôi quậy lên đó rồi, tôi quậy lên cho coi nè, đó. Đó, đậu hũ chiên. Trời ơi. Xỉu gì cũng xỉu. À, bên đây có cái chảo này mới giữ nè. Đó. Trời, đang rim tôm hả? Xỉu, ai chưa ăn cơm ráng chịu nha, tôi không có biết đâu á. Tôi không có chịu trách nhiệm cho vụ này nha. À, đầu bếp đẹp trai không? Râu quá trời râu luôn. 25 người với nhanh chào, tôi chào bắp bè. Đó, úi. Đó, tôm càng... tôm sông hả? Tôm sông hấp nước dừa hả? Trời ơi, tôm sông hấp nước dừa nè, nó còn tươi ơi tươi, nó còn quẩy quẩy luôn nè. Nguyễn Trang ơi, anh về Cần Thơ anh không phải làm show diễn cuộc đời, mà anh về Cần Thơ để làm chương trình quà tặng bất ngờ chiều nay nha. Các anh em Cần Thơ chiều nay ra cầu đi bộ chơi với Colomen nha. Rồi Thạch Hạnh ơi, rồi lát nữa chú sẽ thắp giùm cho con nén hương cho chế nha, con yên tâm nha. Đã chưa? Rồi Phan Nữ, bạn Hoàng Anh đã kêu anh ơi lẩu sôi rồi. Dạ rồi thôi bây giờ mình phải đi ra để mình ăn lẩu nghe bà con cô bác. Ồ lẩu sôi rồi, đâu có thấy sôi đâu. Anh nói bạn Hoàng Anh đã nói anh ơi lộ xôi rồi thôi mình phải đi ra đây. Một cái có một cái rồi. Hả? Hai cái là nó, hai cái là nó quay lại á. À dạ, rồi ô lò lẩu đang sôi rồi, mới ăn đi. Rồi mình sẽ review một món. Rồi vớt bọt. Rồi đây em gái vớt bọt. Đây em Tuyền này đã vớt bọt rất nhiều anh rồi nha. Anh nào lợn cợn là anh vớt, là em vớt em đổ xuống sông hết. Rồi chào chị Stacy Eldren from Houston, Texas. Ăn đi, cứ tự nhiên ăn đi. Rồi nghe. Đó, nghe xoài bắt đầu đang ngon. Thấy nước không, không thấy thịt hả trời. Nhiều lắm. Có cái đùi đâu, mấy cái đùi. Đùi
Ui cái đang ăn cái đuôi đó. Đây. Có nó mềm chưa? Nó mềm chưa? Trời ơi chưa biết nó mềm. Không nữa. Đâu em tiêm nó cho, em tiêm nó. Thôi nước với rau thôi, tôi không ăn gì đâu rồi. Chín rồi. Mềm chưa ổn không? Rồi. Ngon quá chú ơi. Chú ơi cho em một câu hỏi, em Huyền sinh bao nhiêu tuổi, sinh năm bao nhiêu? Em Tuyền. Rồi chào bạn Vinh Nguyễn. Hi from Oregon, USA. Cái nước nó màu nó ngon lắm mà con ơi đó. Rồi thôi mình sẽ tranh thủ review chút xíu và xin được nhắc lại với bà con cô bác là chương trình quà tặng bất ngờ cùng Coleman chiều nay sẽ có mặt tại cầu đi bộ Ninh Kiều. Rồi nha, ăn cái này mới ngon rồi nha. Cái cùi vỏ đó. Cái này cùi ni. Cùi ni hả? Thôi cho anh cái đó đi. Đổi cho ni nè. Thôi anh ăn cái cục nhỏ thôi, anh không ăn nhiều đâu. Anh muốn ăn cái cùi chọ đúng không? Anh cái cục nhỏ đó thôi, rồi được rồi nè, đó anh đổi cho nè. Mới ăn sáng xong no lắm, còn no lắm. Rồi, ok. Ủa có cái muỗng không ta? Không có muỗng sao thật? Xin cái muỗng thôi. Cái huyết ở đây nè, cũng là một cái đặc sản cũng rất là ngon. Huyết này nó mềm lắm. Đây là lá kèo nèo. Rau kèo nèo. Các bạn thấy không? Nói. Đó, nãy bạn nào nói là ít quá, đâu có ít đâu. Quá trời quá đất luôn nè. Đó, mình rất là thích ăn huyết. Ăn cái này nè. Ăn lẩu mà thiếu bia chú ơi. Ăn lẩu mà thiếu bia hả? Rồi. Đó, ở đây có bún. Riêng cái chỗ này có bún và có mì mì gói. Nhưng mà mình khuyến cáo với bà con cô bác là nên ăn mì gói nha. Đó. Đây mình bẻ vô. Đó. Rồi. Rất là nội lực. Rồi bỏ hai. Rồi mình làm một cục. Đó. Rồi lát chút xíu mình sẽ vớt ra. Vớt ra liền nha để không có nói nha. Rồi ok. Rồi trong khi chờ đợi mời quý bạn các bạn review. Anh có muỗng rồi. Chiều nay mấy giờ? Dạ thưa quý vị các bạn, chiều nay 17 giờ. 17 giờ nha quý vị các bạn, quà tặng bất ngờ. Ở ngay cầu đi bộ. Đó, gần bến Ninh Kiều. À, quý vị các bạn ra đó chơi rất là đơn giản, trả lời 5 câu hỏi nhận ngay 10 triệu đồng. Ngày hôm qua làm ở Vĩnh Long đã có không có một cái người nào được đi với vòng cuối cùng được 10 triệu nhưng mà có tới 3 người chơi, mỗi người 5 triệu. Dễ lắm, những câu hỏi rất là đơn giản luôn bà con ơi. Ví dụ một câu hỏi rất là đơn giản là quán vịt nấu chao nào ở Cần Thơ nổi tiếng nhất mà nhiều nghệ sĩ ghé thăm. Đó là có 500.000 liền. Đó câu hỏi đầu tiên luôn. Huyết đây ngon lắm, mềm. Không biết tại sao làm cũng mềm vậy luôn.
Các bạn yên tâm nha. Đó, mặc dù đôi đũa của mình là mình ăn trong chén mình, nhưng mà mình nhúng vô đây nước sôi là chết vi trùng hết rồi nha, đừng lo quá nha. Thì dạ hỏi Hoàng Anh đâu rồi? Hoàng Anh kìa. Dạ em nè. Khán giả lại hoài nghi là chắc là vớt mì gói ra nghe nha. Dạ dạ. Đó. Đây nè. Em nè mọi người. Em đang ăn thử. Em tính là giảm cân rồi, em tính là cả tháng nay nhưng mà cứ tháng nào tính là lên 2kg, tháng nào không tính thì thôi. Tháng nào Hoàng Anh nó tính là Hoàng Anh sẽ lên 2kg đó bà con. Những người mà hay tính chuyện giảm cân là lấy nào cũng bị tăng cân. Đó là một kinh nghiệm xương máu. Các bạn Cần Thơ chia sẻ lại chương trình này giùm cho Colomen nha. Chiều nay vào lúc 5 giờ mình sẽ có mặt tại cầu đi bộ Ninh Kiều để thực hiện chương trình quà tặng bất ngờ. Luật chơi rất là đơn giản, chỉ cần 5 câu hỏi. Trả lời đúng 5 câu hỏi là quý vị các bạn sẽ nhận được ngay 10 triệu đồng. Nhận ngay tiền mặt tiền tươi luôn. Những câu hỏi rất là đơn giản luôn, 5 câu đó. Và các bạn được 3 quyền trợ giúp. Vì cười hoài á. Chuyển qua cho Hoàng Anh đi. Chuyển qua Hoàng Anh tiếp đi. Ừ. Em là mọi người, em đang chuẩn bị ăn con vịt. Hoàng Anh bắt đầu trở thành nhân vật của công chúng rồi. Vịt mềm chả mang cắn cái lò răm. Có dù Hoàng Anh ăn câu câu nữa không? Không biết có câu câu vịt trong ta. Nga đã là sốt hết rồi. Nghe em ăn không câu rồi hả? Tìm thấy mọi người. Hồi tìm thấy em sẽ dành cho Nga. Trời, Nga ơi. Em nhường trẻ. Rồi thử đi em. Đó cái phao câu gà nó nhỏ hơn phao câu vịt. Trời ơi tổ bốn luôn. Nó béo lắm. Thổi nha. Ngoạm vô rụng răng á. Chấp hết. Cái đầu kia kìa đó. Cái đầu này luôn hả anh? Đó, cái chỗ đó mới là thơm ngon á. Thơm ngon béo ngậy. Ôi, đã quá. Cũng là gà thôi, bữa nay dịch em ăn hồi hộp á. Nhìn mặn. Có một béo hơn con gà. Đó, quý vị các bạn thấy không? Thầy cũng từ nhỏ lớn lần đầu tiên ăn phao câu vịt chúa. Béo quá. Ăn mà như ăn không da gà. Còn anh và ấy thì sang chùm tấm ra post Facebook. Đó em ngoạm nghe đúng cái đuôi của phao câu. Đúng cái mũi phao câu đưa vô rồi. Đó. siêu quậy. Dạ rồi, cái quán vịt nấu chao Thành Giao ở hẻm số 1 đường Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ nha bà con cô bác. Béo quá. Nhớ tối trời. Hả? Còn nhớ địa chỉ tối trả lời. Rồi nhớ địa chỉ nha. Đường 1 gà rồi. 1-8 đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây quý vị các bạn, đây là một đáp án trong những câu hỏi của chiều nay.
quán lẩu vịt Thành Giao nằm ở địa chỉ nào? 1/8 đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mọi người nhớ chưa? Mình chết chai cái khăn của tôi rồi. Thank you. Quyết ngon quá mà. Quyết nó bé vậy mà. Bé rồi. Có thể xin thêm. Đúng rồi. Quyết nè. Đây nè. Ủa thế. Chưa. Đây miếng huyết. Huyết đây nó béo mà nó mềm mà nó béo lắm. Hơi hôi hả? Hôi gì? Ăn pha câu. Thế rồi, kính chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 17 giờ chiều nay tại cầu đi bộ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chương trình quà tặng bất ngờ sẽ được ghi hình và livestream tại đó. Và xin được mở lời, được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả Cần Thơ. Mọi người nhớ là đông đủ nha, trên game 10 triệu đồng, có 5 giải, giải nhất 500, thứ nhì 1 triệu, thứ hai, thứ ba 2 triệu, thứ tư 5 triệu và giải cuối cùng 10 triệu đồng. Với 5 câu hỏi rất là đơn giản. Câu hỏi thứ nhất, quán lẩu, quán vịt nấu chao Thành Giao nằm ở địa chỉ nào tại thành phố Cần Thơ? Đó, chắc chắn có câu đó luôn. Rồi, comment sẽ up lại, rồi up lại cái video này trên kênh Coleman True Fan để bà con và cô bác xem theo dõi nha. Tại vì bữa nay livestream mấy cái chỗ nấu ăn, cái nồi vịt trong kia hấp dẫn lắm. Chào tạm biệt quý khán giả.